Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Hôm nay Mộc Nam Huy đang chuẩn bị một số các sản phẩm chất liệu gỗ hoa đỏ và chuẩn bị bàn giao đến cho anh Tín có địa chỉ tại Gò Đen thuộc tỉnh Long An. Vâng, hôm nay Mộc Nam Huy có chuẩn bị sẵn hai bộ bàn ghế salon. Đây là một bộ được làm với tiêu chuẩn tay 10, 6 món, sản phẩm có giá là 27 triệu tại Mộc Nam Huy. Và một bộ ghế thuộc tiêu chuẩn cột 8 nhưng form dáng lại là form dáng của cột 10 và còn được làm với tiêu chuẩn cao hơn cả cột 10 với giá hoàn thiện là 26 triệu. Đây là hai bộ ghế được giao đến cho anh. Và trong cùng đơn hàng của anh thì Mộc Nam Huy cũng sẽ giao thêm có tổng cộng là 3 chiếc giường trên chất liệu gỗ hoa đỏ tự nhiên 100%. Đây là 3 chiếc giường có giá lẻ là 8 triệu rưỡi trên một chiếc. 3 chiếc giường này là 3 chiếc giường so trên chất liệu gỗ hoa đỏ, được sử dụng với các phần thang giặt là chất liệu gỗ bằng lăng. Tiếp đến cùng trong đơn hàng, Mộc Nam Huy có chuẩn bị thêm cho anh bao gồm có 3 chiếc bàn trà, 3 bộ bàn trà với chất liệu gỗ hoa đỏ quý anh chị nhé. Đây là 3 bộ bàn trà có giá lẻ là 5 triệu rưỡi trên một bộ. Một bộ bàn trà bao gồm một bàn và hai ghế. Tiếp theo Mộc Nam Huy có giao đi có 2 chiếc bàn trang điểm. Đây là 2 chiếc bàn trang điểm có giá lẻ là 5 triệu rưỡi trên một chiếc. Và đây là video Mộc Nam Huy quay tại xưởng các cái sản phẩm trước khi được giao đến tận nhà cho anh. Ở đây thì Mộc Nam Huy đã cho anh em sơn hoàn thiện và đang có công đoạn kiểm tra cuối cùng trước khi sản phẩm được xuất xưởng. Vâng, tất cả khách hàng khi có nhu cầu mua hàng tại Mộc Nam Huy thì quý anh chị khách hàng cũng có thể yêu cầu sau khi hoàn thiện các sản phẩm thì Mộc Nam Huy có thể thực hiện các cái clip để quay các cái sản phẩm tại xưởng trước khi được giao đến tận nhà cho tất cả quý anh chị khách hàng. Và đó là các sản phẩm mà Mộc Nam Huy sẽ giao đến cho anh Tín có địa chỉ tại Gò Đen thuộc tỉnh Long An. Đơn hàng sẽ được giao đến cho anh vào thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2021. Những chiếc giường thì đang được Mộc Nam Huy cho anh em kiểm tra tất cả các cái chi tiết, kiểm tra lại cho nó kỹ, cho đồng đều và đảm bảo tất cả các cái sản phẩm là không có phát sinh lỗi quý anh chị nhé. Đồ gỗ trước khi giao thì Mộc Nam Huy đều có công tác chuẩn bị và kiểm tra cho tất cả các khách hàng. Và đây là chuyến hàng đầu tiên Mộc Nam Huy sau đó giao đến cho anh. Ở trong đơn hàng của anh thì có còn những bộ bàn ăn nữa quý anh chị nhé, sẽ được giao vào chuyến sau. Và khách hàng quý anh chị có nhu cầu cho các sản phẩm đồ gỗ, vui lòng quý anh chị có thể liên hệ tới Mộc Nam Huy vào hai số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể vào trong kênh YouTube này của Mộc Nam Huy để cùng tham khảo thêm video. Tất cả các sản phẩm của Mộc Nam Huy đều được trực tiếp sản xuất và phân phối đến tận tay khách hàng tiêu dùng. Và không, Mộc Nam Huy xin nhấn mạnh là không bán sỉ quý anh chị nhé. Ở đây Mộc Nam Huy trực tiếp sản xuất và giao đến cho khách hàng. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip này. Cảm ơn anh Tín và đại gia đình đã tới tận xưởng Mộc Nam Huy để thăm hàng, kiểm tra hàng và ký nhận mộc trước khi sơn. Tất cả bàn ghế salon và bàn trà ở đây Mộc Nam Huy có cắt sẵn cả kính mặt bàn để tặng kèm thêm với đơn hàng quý anh chị nhé.